Đầm cua hay này. Mình thấy nếu mà bị mất máu nhiều thì nên đánh râu. Đúng em tí nha. Chứ để mặt ngựa lên 8 mà râu không ra nữa thì. Nhưng mà đánh bố thì phải luôn 8 chứ đúng không? Đúng em tí nha. Yeah. Rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Harurawe, 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 harurawe. Ui, Lucky full ấy anh em ơi. Như vậy đi. Là một tiền tốt anh em nhá. Hát hay quá, xin hãy cầm giùm. Chết ngô ơi, trời ơi. Toàn loại tướng này kia nọ không à. Cánh cun nhá. E trẻ tính lại tới ca 12 giờ luôn à. Dạ, lại tới ca 12 giờ chưa mai không. Lại một ngon ác mà không chọn. Ủa, lại một lõi gì vậy? Lại một ngon ác mà không chọn là lõi gì ta? Thử chứ. Không biết ông này nói lõi nào luôn á. Em cần chích cần găng cái Vân nhiều nha. Cố lên em chị, tôi tin em chị sẽ top 1. Mai top 1 à. Mai lận à. Mai là bao nhiêu tiếng nữa nhở? 12 giờ là sẽ qua gọi là rạng sáng mai đúng không? Là 4 tiếng rưỡi nữa. Thôi nhưng mà nói trước game này em chị là top 1 ngay đây á. Em cần gai nhiều nha. Em cần Nguyễn Ngọc Huy nhá. Ok anh Huy ơi, top 1 gọi là 100k. Nhận kèo anh ơi. Nhận kèo. Nhận kèo tốt anh em ơi. Chết lobby liên tục nào à, em chỉ có chết rồi á. Tại vì nói chung là lobby đa số là đều là loại tướng á. Loại tướng với lại đánh deep á. Hoàng Dũng đã được lưu dài được mà. Em trẻ ơi, em trẻ fan Cảnh Hoàng Dũng nha. Em chỉ gọi là fan cả hai anh á. Su Rộng. Ok, vẫn gọi là rất là gọi là chất bài anh em nhá. Em trẻ ơi. Cần fan trẻ em nhé. Em trẻ là fan anh Stilnis hay anh Iloda vậy à? Dạ, yeah, em trẻ fan fan anh Stilnis đó. Đã cần em chồn nhé. Trẻ phải để con quái thú bên trong mình xuất ra rồi. Chắc chắn phải xuất ra rồi. Không thể gọi là kìm nén nữa rồi. Hôm bữa em gặp em trẻ ở ngoài quán ăn, xong em thích nhất chị nhá. Bạn em lại khoe với em là mới gặp em trẻ trong lanh 5 phút trước. Trận đó em trẻ top 1, nhưng lúc đó em trẻ đã ngồi ăn ở quán được 30 phút rồi mà. Như vậy là sao em trẻ nhỉ? Ê, có phải nói nha. Trời ơi, ông này lại còn gọi là ăn không nói có nữa. Hay, hoàn toàn là không có nha em nhá. Ui, hồi nãy em chỉ có gọi là bốn bánh ngọt nè. Leo, rửa mặt như mèo. 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 Rửa mặt như... heo. Nay anh này từ thiện phát điểm với tận 2 giờ sáng à, dạ không có. Nói chứ em chỉ đánh... ấy. Kiểu mấy game đầu mình kiểu như là vui vẻ một xíu á. Giờ hết vui rồi. Giờ nó căng rồi. Lại căng rồi. Khó chịu vô cùng đã. Cảnh khó chịu vô cùng nhá. Tôi là Phạm Ngọc Thạch, là tôi sau khi đạt được vài cái top 1 trong giải APAC và lọt top 9 APAC tổng thì tôi cảm thấy khá tự tin nhưng sau khi chơi game từ 18 giờ đến 2 giờ sáng thì em trẻ nhận ra là gia mình cô có trình xin lỗi mọi người, có lẽ APAC 2 này em trẻ cô vào DC rồi xin lỗi mọi người. Qua bên bùi găng. Tăng. Mấy người đều đếp cả, ba nhà đều đếp đúng không? Mình cũng muốn đếp một xíu đấy. Một xíu thôi. Lắp một cái đai lưng đi. Lắp một cái kiếm đi. Đếp được con Lilia là Okela nha. Okela là lô. Lô là. Thế đúng không? Ok. Game này có vẻ đánh bài đẹp anh em ơi.
Có vẻ đánh cái này đẹp anh em ơi. Đó. Không, nhưng bây giờ tích số không được, bây giờ không tích số được á. Ý là nó bị trễ quá. Ui, cũng muốn đánh đấy nhờ. Liều mới ăn nhiều tí nổ hũ ra. Không, nhưng mà chắc chắn là không ngon. Lấy cái ba này ngon hơn chắc. Chắc chắn là ngon hơn. Let's go. Let's go. Như này đã. Làm cái hũ 13 anh em nhá. Hũ 13 chiêu chiêu anh em nhá. Điều gì tôi chiêu đi. Vương miệng hoàng gia đùa quá. Anh nhưng mà anh em kiểu như là cái lúc mà anh em lái xe á, kiểu như cái lúc mà anh em tăng ga á, hoặc là cái lúc mà anh em xuống dốc á, wow, cảm giác đã nhờ. Kiểu như là ai cũng sẽ gọi là cảm giác được cái đó đã đúng không? Hello, wow, chồng bé trẻ cảm ơn Yankee F nhá. Chàng trai nhà bên đã donate 5.000 đồng. Nước mắt. Em trẻ ơi, giữa một người ngoại hình xinh xắn nhưng đôi khi vô tâm và một người rất ân cần nhưng ngoại hình trung bình thì mình chọn cả hai có được không? Dạ được ạ, chọn cả hai. Nói chung là khi nào mình buồn á thì mình chọn người ân cần, còn khi nào mình mà cần sự gọi là hả, đẻ con mắt, đẻ cái tay thì mình xác nhận là nha. Hôm đó mình cầm ớt của em trẻ nhé. lại thế rồi. Khá hay ho đúng không? Rồi. Người ấy dùng đã donate 5.000 đồng. Thế khi nào em trẻ cần mèo 3K, khi nào thì cần VTT? Cần gãy dung nhá. Khi nào em trẻ cũng cần cả hai á. Cần cả hai nha. Ui giàu thế, một bà siêu giàu à. Ê nhưng mà hai loại này nhá, tí mà không có loại combat xong mà tí mai nổ à. Ê, em trẻ nghĩ là nên gọi là nổ ở ngay gọi là cái hũ gọi là 12 gì đó. Mình gọi là hướng nổ ngay hũ 12 nhé em ơi. Lúc sử dụng không 14 tốt và đó là top 8 cho em chè. Cảm ơn em chồn nhá. B đã donate 5 B đồng nha. Tí cho bờ GE ăn tốn có một máu. Tí cho bờ GE ăn tốn chỉ với một máu à. Ê, nhưng mà nghe nó cũng chưa hợp lý lắm á. Không cho ăn gì cả hả? Không cần ăn đâu. Em chị còn chưa ăn tối mà Maria ăn thì ấy đó. Lấy 2 giờ live xong em chị ăn sau. Thích nhất chè đã donate 5.000 đồng. 25 máu. Đừng à. Lo, hết máu thì em chè có lõi để tăng máu. Chè nhé. Hết điểm thì em chè có người để cày. Cái à, gì? Không, em hả? Chè tự cày điểm lên lại mà. Đúng rồi, trời ơi. Ê, thề luôn á. Cứ thế thôi. Ui tướng kìa. Ui tướng ra kìa anh em ơi. Ui. Chào anh Thạch, tôi bên cơ sở từ thiện quận 5 đang có chiến dịch tham gia 70 nữa đấy. Ui sẻng à. Ồ, biến ấy à. Ui. Bài này không thể không nổ anh em nhé, hứa đấy. Kiểu như không thể không nổ anh em nhé. I'll take care of everything. What a delight. You've got my magic evil. Vậy hả? Nhưng mà cứ để cho anh em ơi, em chỉ nghĩ là sẽ không gọi là ấy đâu. Mấy nhân này cũng mạnh mà. Mấy nhân này cũng mạnh điên mà đúng không? Siêu mạnh đúng không? Con Zerat đang bị lỗi hả em chè? Này mình đánh bé ông nì nhá. Nó mà không pick được hệ mặt nhí. Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Em chỉ chưa nghe nha. Ok, thua một chết hay. Có hai chết rồi, ok. Luôn sẽ chết 11 à, rồi. Càng á. Xoay bài tự động à.
Cần nhân viên bên tâm thượng hạng nhá. Không không. Khó chuệ vô cùng đã đầu biết 5.000 đồng. Mình đã soạn văn mẫu cho em trẻ. Mong em trẻ nhận ra mình cô có chỉnh thật và đi sớm cô mèo 3K lo. Cấn vô cùng khó chịu nhá. Xúc sắc vô tận làm gì đâu trời. Em chỉ muốn thua thêm một round nữa, ra sau anh chị sẽ ôn lên gọi là full 3, full 2 nhá anh em nhá. Ra sau full 2 nhá mọi người ơi, Lucy chết 12 nhá. Lucy chết 12 bắt nhá. Anh chị vẫn đang gọi là chiêu chiêu á. Chiêu chiêu à. Ba ti à. Ra sau 10 máu à. Càng á. Cái gì đấy? Rồi không ra cái gì hay sao? Trời ơi! Nhanh còn đi cô với! Trời ơi, còn có một mạng vẫn không cho. Oh my god. Hoàng Anh đã donate 10.000 đồng. Lúc 12 làm 8 là thuộc đi em trẻ. Cẩn Hoàng Anh nhá, dạ đây anh ơi, dạ đây anh ơi. Luôn sẽ chích 12 anh em nhá. Và đó chắc chắn sẽ là cái hũ gọi là vẫn lo được anh em ơi, chiêu. Luôn sẽ chích 12 tốt anh em nhá. Tăng 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 tăng. Ô thiếu Bobby à. Ô anh em thấy game này kiểu như em chỉ tự tin thôi, kiểu như là không có gì vội vàng, không có gì gì cả đúng không, rất chi là vội vàng em hỏi đúng không. Hủ 12 thì em chỉ nhớ là nó auto ra gọi là tất cả tộc hệ đều cộng 1, tất cả tộc hệ đều cộng 1 anh em ơi. Hình như là thế nha, là auto ra luôn. Cái gì midfit, cái gì hình nhân thế mạnh đứng đây đây. Tấn midfit nhá. Ôi thì chết tôi rồi. Chết rồi. Win. Ủa nổ chưa? Ô. Ồ. Tất cả tộc hệ đều lên cái màu này à. Trông cũng ra hình nó hài đấy chứ. Trông cũng được đấy chứ. Cũng đẹp mắt đấy chứ. Ê nhìn đẹp đấy nhở. Uầy nhìn kiểu như là tím tím đẹp điên. Thề đẹp điên luôn á. Siêu đẹp. Cho này cầm cái này đi. Cho nó gớm anh em ơi. Mình cần một chú bé gọi là Bobby anh em ơi. Cần Bobby nha. Con Yoi đang kích nó ma thuộc rồi. Từ nhớ để em chạy xem thử như thế này cho nó full hệ. Nhiều hệ quá. Thật ra cảm giác là kẹp như thế nào nó cũng nhiều hệ. Bốn hóa hình trước không? Bốn hóa hình trước nha mọi người ơi. Ê, cho này ăn để mình chết sớm không? Hồng nha, hồng nha. Nói chung là cái nổ hũ này là sẽ gọi là mỗi tộc hệ đều cộng thêm mốc 1 anh em nhớ. Nói chung là cái nào cũng cộng thêm 1 hết á. Giống như là mình đang có 3 hóa hình nhưng mà nó sẽ là 4 này. Là tại vì mình vừa mới nổ hũ đó. Không nhưng mà cái hũ này em chỉ nghĩ là gớm anh em ơi. Hũ này siêu cấp VIP Pro anh em nhá. Nhưng mà phải lên được level 9 thôi. Lên được level 9 kẹp thêm tướng là thì ngon. Ê, lên 10 không? Nghe phải lên 10 không anh em? Siêu cấp lên 10 không? Bỏ GW nè. Ừ, bỏ GW là vì có chiến binh rồi đúng không? Xong rồi cũng có bánh ngọt rồi đúng không? Hợp lý nha. Được. Morgana 3 à? Thôi giữ đi, biết đâu rù rù lên được level 10 rôn rôn 5 vàng 3 sao sao đúng không? Biết đâu đúng không? Không có Bobby nhờ. Tôi cần gọi là 8 ma thuộc. Ai nít 8 ma thuộc. Có gỡ đồ luôn. Hai gỡ đồ.
nhân dân tiếp theo sao chip. Một đồ, hai đồ, ba đồ, bốn đồ, ok, khá lẻ đây đúng không? Ok ok. À, tí kịp tan kiếm là kịp Serat không anh em? Nhờ anh em nhờ. Ôi. Ê, chắc đỉnh lắm luôn á. Thế. Thế. Tí kịp tam kim với lại kịp Serat vào nhờ em nhờ, xong rồi kích cho con gọi là tam kim gọi là kích hệ ông. Ôi. Xong rồi mình đánh 5 ẩn chính không? 5 ẩn chính không anh em? Wow. Thấy gớm vậy ông ơi à. Không gớm ông ơi. Ê nhưng mà hay nha. Ê để, nhưng mà để em chạy lên level 10 nè. Cho nó nhiều slot đi nè. Xong rồi em chạy sẽ kịp 5 ẩn chính xong rồi kích hệ xong rồi kiểu như là cộng 1 tỷ máu anh em nhá. Thử nha anh em nhá. Vô y thay Cassadin nè, à, vô y thay con này là sẽ được gọi là bốn học là người học đàn ông, đúng không? Nói được thì sẽ làm được. Cánh bún bò Huế mình nha. Trẻ có thể bỏ cái vế hoặc lai đến 2 giờ sáng đi dạ không á. Dạ không á. Em chỉ biết sức mình mà. Ok ok. Ok ok, Rakan thay Milo à. Hối như này đi cũng được anh em. Như này đi cũng được. Đang bố hấp giả nè, cho này bút đồ đi cũng được anh em ơi. Nói chung kịp thì nó sẽ có nhiều kiểu kịp á. Gì lần 2. Gì lần 2 lên giùm. Ê nhờ Morgana 3 được á. Cũng chẳng nghĩ được á. Nhẹ đi rồi. Anh Steelnet ơi. À. Ây da. Ui cái lửa gì mà. Ui cái gì giật. Anh em thấy nó giật không? Anh em thấy nó giật không anh em? Em mờ cười không có cười. Ý là em chỉ. Em chỉ có cười gì đâu anh em. Ai lại cười đúng không? Không ai cười cả. Thì con này vào là 4 bảo hộ. 4 bảo hộ, 4 bảo hộ. Nếu mà kẹp full hệ thì cũng được. Kẹp full hệ bỏ con Assert ra. Bỏ Bria ra. Bỏ hai con hóa hình ra, đâu cần hai con hóa hình đâu. Ê thật sự là không cần hai con hóa hình lắm anh em ơi. Thật sự là không cần nha. Sao không tám ma thuật à? Tại vì em chỉ đang thiếu con Bobby nè, đang chờ này. Mà thật ra em chả cần ấy, thật sự em chả cần gọi là tám ma thuật lắm á. 6 ma thuật kẹp gọi là full 5 bảo hộ, full gọi là thời không cũng gớm mà. Bria huyết kiếm mà. Bảo đã đâu biết 5.000 đồng. Lời hứa, hứa đã không làm rồi lời lại còn hứa, làm ngược lại. Người là hứa lời ngày hứa hơn xưa. Một tháng trước nhưng Tào vẫn nhớ mặt cười. Cấn bảo thật nha. Thật là trơ chẽn, thật là lố bịch, thật là nhục nhã gạch dưới. Ủa cái này là cái gọi là status của em chị cách đây gọi là mười mấy năm trên Facebook mà nhỏ. Xong này là lấy được cái đó nhỏ em chị nhá, em chị ổn rồi mà ta. Ô. Mua tướng miễn phí bán có được tiền không anh chị à? Dạ có anh ơi. Ấn băng giá lấy luôn à. Ừ nhờ xong lấy ấn băng giá lấy thêm hệ nhờ. Nghe cũng hay á. Nghe cũng hay ho anh em ơi. Rồi cứ chiều chiều rồi. Lên roll 5 vàng 3 sao là chính anh em ơi. Chứ tầm này kịp cái gì vô trẻ mạnh đúng không? Như này cũng mạnh đi mà đúng không? Tí kịp như này bỏ này ra kịp con này vào cũng siêu mạnh mà. Nó xong nâng cấp kịp vết vào. Đúng không? Cũng gớm mà đúng không? Tức là bây giờ bài mình sẽ gọi là KPI là 5 vàng 3 sao anh em nhá. 5 vàng 3 sao đi ha. Hát được cái gì bán liền nha anh em ơi, để cho nó hát liền nữa nha. Tại vì full hàng chờ nó không hát được. Còn ông trên bốc phép Việt Nam nhá. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương. Nơi bình yên chẳng còn hoan văn, chẳng còn khi bóng đêm về. Sao cái tông giọng tí nhỉ. Dù là cơn mơ ban giá, dù đời chờ là đôi xót xa, dù tình mình chỉ là mong manh. Tênh đánh tênh đánh tênh đánh tênh đánh tênh tênh. Người tình cầm tay anh. Ây à. Anh nhé. Dù đời này bao nhiêu bão giông. Ủa tao nghe bên này không nhở. Từ các anh em ơi, lỗi kỹ thuật các anh em ơi, xin lỗi anh em vì gọi là trải nghiệm đánh hết mà không cho anh em gọi là ấy nha. Tưởng đồ tan rồi mà em chờ, hóa ra vẫn còn dư âm còn sót lại. Cái gì cái đồ đồ người ta. Yo.
Ok, Morgana không hát được con nào cả. Siêu ngố. Anh Stilmix ơi, rửa cái mặt nạ ra đi. Cảm ơn fan của VT nhá. Rửa cái mặt nạ ra đi. Ui, tìm nhiều chứ kìa. Dù đời này bao nhiêu bão giông. 6 ma thuộc 5 bảo hộ à? 6 ma thuộc 5 bảo hộ. Bây giờ như thế nào để gọi là nhiều hệ hơn nhỉ? Bỏ con này ra đúng không? Con này hóa hình đúng không? Cho lái cano đã donate 10 triệu đồng. Cho lái cano nha. Mi có cầm ngay không tao tát vô cái mỏ mi bây giờ. Yeah. Em chỉ có làm chi rúa đâu. Rú 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 rú. Giao điện. Bria 2 à? Ơ, thật sự là anh chị kiểu như là nghĩ là không cần ấy đâu nha. Không cần gọi là... À, thôi con này vào đây lại đi. Không cần gọi là... Gì nhờ? Không cần tám cái đó đâu á. Ui, nhờ một ống tạm thời này. Vừa mới bán xong. Cày chúa. Cứ mua đi ra sau nhận đi. Ê, Ron con ra canh 3 xong rồi mình vẽ cái đó. Vẽ cái đó. Ồ. Nhưng ông này có một cái nè. Misfit có một cái nè 2. Trời ơi. Misfit có một cái nè 2 nè mùi. Ron này 3 sao giờ Ron Bria à? Rồi đi, 3 sao à? Midfield có FF mà có FF không vậy? Ui, Bobby này! Bobby, au, au, au. 7 ma thuộc à. Midfield, ui! Ủa? Midfield bán con... bán con này rồi nãy. Nó... Rồi cái rôn cái. Từ nhá, thử ra sau nhá. Không biết fit nha. Em chè đấm mình nên những lần sau em chè sẽ phải trả giá. Cái gì vậy? Không được. Ví dụ là mình lên các ma 3 thì mình gọi là biến thành con 4 vàng 3 sao luôn, 5 vàng 3 sao luôn được mà. Vậy đâu có các ma đúng không? Các ma là Daka không có đúng không? Rồi. Ui! Ui! Sao phê phê nhờ? Ui! Em chỉ tính là lên một cái hai con này xong rồi bấm cái này là nó lên 5 vàng 3 sao này. Skip một cái này á. Ủa? Bỏ một bo á. Mà vô trong trận rồi mà đúng không? Em chè chào cờ chưa? Khánh Đức nhá. Dạ rồi anh ơi. Trời ơi. Ủa nhưng mà hình như là ra cuối chứ đúng không? Chứ nếu mà nó lên được 3 sao thì nó phải hiện cái dấu sao sao đúng không? Cộng 52 tốt à. Ngố điên.